Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù không còn Hoa Kỳ, nhưng Hiệp định CPTPP vẫn được coi là Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất được kết thúc đàm phán trong thời gian gần đây. Dự kiến Hiệp định sẽ đem lại lợi ích cụ thể cho tất cả các nước tham gia. Hiện nay, các nước đang hoàn tất các thủ tục trong nước để có thể tiến hành ký kết Hiệp định vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 tại Santiago, Chile. Việt Nam đang phối hợp với các nước để hoàn thành thủ tục trong nước và tham gia ký kết lộ trình trên. Điều này tác động như thế nào tới sự phát triển của ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn nói riêng cũng như nền kinh tế Việt Nam nói chung? Nếu TPP có Mỹ, dệt may sẽ là ngành hưởng lợi nhiều nhất trong các ngành sản xuất của Việt Nam. Với mức giảm thuế nhập khẩu từ 17% hiện nay xuống 0%, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Mỹ dự kiến sẽ tăng tới 90% vào năm 2020, qua đó kéo xuất khẩu toàn ngành cán mốc 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tăng gần gấp đôi quy mô hiện nay. Vì thế, khi Mỹ rút khỏi TPP, nhiều doanh nghiệp đã không còn kỳ vọng vào hiệp định này. Có thể nói là những doanh nghiệp này vẫn tiếp tục phát triển nhưng không có cái sự đột phá, đột biến nhờ thay đổi của cái TPP mang lại. Tuy nhiên có thể có những cái ngành nghề khác vẫn có thể là nhờ vào cái TPP, ví dụ như là xuất khẩu nông sản chẳng hạn, xuất khẩu thủy sản, nông sản. Tôi nghĩ rằng đó là những ngành mà có thể có, những sản phẩm mà có thể có được kỳ vọng, có được lợi ích từ cái hiệp định mới của TPP là hiệp định toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch năm 2017 khoảng trên 38,5 tỷ đô la Mỹ. Dư địa cho Việt Nam tăng xuất khẩu còn rất lớn. Nếu TPP có Mỹ, xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này dự báo sẽ tăng tới 30% trong nhiều năm. Chúng ta sẽ bị mất đi những cái cơ hội mà Việt Nam gia tăng đầu tư vào Mỹ, nhất là những lĩnh vực Việt Nam đang có sở trường, và khi được hạ thuế xuống, kể cả dệt may, da giày và một số sản phẩm nông nghiệp nữa, thì như vậy là cái sức cạnh tranh, lợi ích và một số những cái thuận lợi khác cũng sẽ không còn nữa. Thì đây là cái mất mát lớn nhất của Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực, trong tuyên bố mới đây, các bộ trưởng TPP 11 đã nhất trí rằng Hiệp định CPTPP phải duy trì các tiêu chuẩn cao, sự cân bằng tổng thể và bảo đảm sự nguyên vẹn của Hiệp định TPP, trong khi vẫn đảm bảo lợi ích thương mại cũng như các lợi ích khác của tất cả các nước tham gia. Vì thế, với một số ngành xuất khẩu của Việt Nam vẫn bảo đảm lợi ích tăng trưởng. Có thể nói là cái năm 2017 đã kết thúc một cái cách rất tốt đẹp đối với các nước trong TPP 11, mà sau này chúng ta gọi là CPTPP. Bởi vì tại cái kỳ hội nghị bộ trưởng của TPP 11 ở tại Đà Nẵng, vào tháng 11 năm 2017 thì các bộ trưởng đã sau những cái diễn biến và thậm chí đôi lúc có phần rất kịch tính thì cũng đã kết thúc được trong cái việc làm ra một cái tuyên bố chung là thống nhất và giữ nguyên những cái nội dung của TPP 12 cũ và chuyển biến nó thành một cái hiệp định mới gọi là hiệp định là tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương là CPTPP, và cũng thống nhất về một cái lộ trình là sẽ cố gắng là hoàn tất tất cả lời văn của hiệp định và một số vấn đề còn tồn đọng giữa các thành viên để làm sao có thể ký kết ngay trong quý 1 của 2018. Theo Bộ Công Thương, mặc dù Mỹ rút khỏi hiệp định này, nhưng các nước còn lại đều khẳng định quyết tâm và mong muốn tiếp tục con đường này. Chính vì vậy, tính chất và chất lượng của CPTPP thể hiện qua hai từ bổ sung là toàn diện và tiến bộ. Đây là điều mà tất cả các bộ trưởng TPP 11 đều hướng đến, thống nhất, nhấn mạnh và coi đó là mục tiêu chung cho tính bao trùm của hiệp định. Có thể nói đóng góp của Việt Nam trong cái kỳ hội nghị của Bộ trưởng TPP cũng như hội nghị APEC 2017 là rất lớn và đã được sự nhìn nhận, đánh giá xứng đáng của cộng đồng quốc tế và bạn bè. Đặc biệt là cái hội nghị là của Bộ trưởng CPTPP để nó làm điểm xuyến và nó khẳng định cái xu thế của cái hội nhập của Việt Nam cũng như là cái xu thế phát triển không thể cản trở được của toàn cầu hóa theo hướng tự do và thuận lợi hóa thương mại. Mặc dù có những cái xu thế của bảo hộ mậu dịch hoặc là coi trọng cái thương mại, các cái cơ chế thương mại song phương, nhưng bằng những cái nỗ lực này chúng ta đã đóng góp rất có ý nghĩa cho cái tiến trình toàn cầu hóa nói chung. Và cụ thể trong 2018 này
thì chúng ta vẫn đang tiếp tục ngay từ những ngày đầu tiên, tháng đầu tiên của 2018, những nỗ lực chung. Và theo như tôi được biết thì cái tiến trình chung này có thể nói đang rất tích cực và chúng ta có cơ hội để đạt được những cái mục tiêu như chúng ta đã thống nhất với bạn bè tại hội nghị Bộ trưởng CPTPP tháng 11, 2017. Có nghĩa là chúng ta sẽ sớm có được cái CPTPP ký kết. Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, mới đây các nước đã kết thúc toàn diện nội dung đàm phán hiệp định CPTPP. Những vấn đề còn tồn tại sau các cuộc họp tại Đà Nẵng đã được xử lý, trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến lao động của Việt Nam, bảo lưu về văn hóa của Canada, bảo lưu về cơ chế dành cho tập đoàn Petronas của Malaysia, v.v. Trên cơ sở kết quả đạt được, các nước thống nhất sẽ tiến hành quá trình rà soát pháp lý cũng như hoàn tất các thủ tục nội bộ để chuẩn bị cho việc ký kết vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 tại thành phố Santiago, Chile. Kết quả đạt được của cuộc họp cấp trưởng đoàn tại Tokyo, Nhật Bản thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của 11 nước, đặc biệt là Nhật Bản, nhằm kết thúc toàn diện đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và cân bằng. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, tạo thuận lợi cho phát triển thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là trong bối cảnh tiến trình toàn cầu hóa còn gặp nhiều khó khăn và sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ trên toàn thế giới. CPTPP sẽ tiếp tục công cuộc thúc đẩy thương mại và tự do hóa toàn cầu với các tiêu chuẩn cao hơn. Đối với Việt Nam, xuất khẩu một số ngành như là dệt may, da giày có thể không tăng mạnh như khi TPP có Mỹ, nhưng với CPTPP, Việt Nam có cơ hội thúc đẩy nền kinh tế phát triển về mọi mặt. CPTPP giúp Việt Nam phát triển hoạt động thương mại với các nước như Canada, Mexico hay Peru, các nước chưa ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như là Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia và Philippines đều thể hiện mong muốn tham gia Hiệp định. Các chuyên gia kinh tế cũng dự báo việc mở rộng từ 11 đến 16 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ gia tăng đáng kể lợi ích kinh tế cho tất cả các thành viên, trong đó có Việt Nam.